Thưa quý vị, theo Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0, trong 2 ngày qua, nguồn điện huy động từ thủy điện đã khả quan hơn, nên hiện nay EVN chưa phải huy động dầu để phát điện. Theo A0, trong ngày 10 tháng 6, tổng sản lượng huy động từ thủy điện khoảng 149 triệu kWh, nhiệt điện than huy động 439 triệu kWh, tua bin khí huy động 85,9 triệu kWh, điện năng lượng tái tạo trên 79 triệu kWh, nguồn điện dầu không phải huy động. Nguồn nhiên liệu than cho sản xuất đủ, song do phải huy động công suất lớn liên tục nên một số tổ máy vẫn gặp sự cố. Trong khi đó, theo Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công Thương, trên cả nước, lưu lượng nước về hồ tăng so với hôm qua nhưng vẫn thấp. Tình trạng này khiến các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về. Số nhà máy xấp xỉ mực nước chết tập trung ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành. Vì thế, khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này. Hiện 9 nhà máy thủy điện phải phát điện cầm chừng với cột nước công suất thấp gồm Sơn La, Lai Châu, Huệ Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay có nhiều doanh nghiệp tại thành phố gặp khó khăn về đơn hàng sản xuất. Điều này khiến cho cuộc sống của người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì giảm giờ làm hoặc buộc phải mất việc. Và do đó, thành phố kêu gọi các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động bị cắt giảm, kết nối Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh để cùng tham gia các phiên giới thiệu việc làm. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị thuộc các thành phần kinh tế có nhu cầu tuyển dụng gửi thông tin tuyển dụng để trung tâm phối hợp, tổng hợp, kết nối miễn phí cho người lao động trong các phiên kết nối việc làm trực tiếp tại doanh nghiệp cắt giảm lao động. Các doanh nghiệp, đơn vị muốn biết các thông tin chi tiết có thể liên hệ phòng giới thiệu việc làm, thị trường lao động Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị này của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra trong bối cảnh thị trường lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến những thách thức lớn, cụ thể là vấn đề các doanh nghiệp xuất khẩu như là dệt may, giày da, chế biến gỗ tiếp tục gặp khó khăn vì đơn hàng giảm sút kéo dài. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, dù Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai thực hiện chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, thế nhưng đến nay, người dân bất an không dám vay vì lãi suất vẫn còn quá cao. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, gói tín dụng có tác động tích cực đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân hoặc các chủ đầu tư và người mua nhà tại các dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. Nhưng đối với người mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội thì tác động rất hạn chế. Mới đây, Bộ Xây dựng cho biết đã có khoảng 100 dự án nhà ở xã hội tại 36 địa phương đã được cấp phép xây dựng, triển khai đầu tư xây dựng. Nhưng có thể nhận thấy số lượng dự án nhà ở xã hội đã lựa chọn được chủ đầu tư chưa nhiều và còn đang triển khai thủ tục đầu tư xây dựng nên cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng cho các dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại, dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. Thời gian ưu đãi của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đối với người mua nhà chỉ trong 5 năm là quá ngắn. Riêng thời gian ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư trong 3 năm chỉ phù hợp với các dự án quy mô trung bình, nhưng chưa phù hợp với các dự án quy mô lớn. Thời gian đầu tháng 6 dương lịch là lúc mà học sinh của tất cả các cấp học bước vào kỳ nghỉ hè dài ngày. Và đây cũng là thời điểm nắng nóng gay gắt trên diện rộng, cùng với việc cắt điện luân phiên. Chính vì thế mà nhiều người dân tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình đã tìm đến một khu vực được gọi là Hồ Ba Mô, một bãi tắm tự phát để giải nhiệt mùa hè. Và điều này tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Khoảng từ 16 giờ hàng ngày, tại Hồ Ba Mô, thuộc thôn Quán Trắng, xã Liên Sơn, rất đông người đến tắm mát với nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng phần lớn là trẻ em dưới 15 tuổi. Người chưa biết bơi thì quanh quẩn gần bờ, còn người biết bơi thì ra giữa hồ nơi có độ sâu hàng chục mét. Qua tìm hiểu, từ trước đến nay tại đây chưa có trường hợp đuối nước nào xảy ra, cho nên nhiều người chủ quan. Thấy nước cũng trong sạch, so với các biển khác thì cũng có thua kém gì đâu. Chiều lại cũng gần xóm nên trẻ con thích ra đây vui. Cũng phải nhìn để con mình với bạn xung quanh đấy. Cũng đông người lớn cũng đi kèm theo nên mà không sợ. Cách hồ Ba Mô hơn 3 km, sau khi đi làm về, chị Nguyễn Thị Tâm lại tranh thủ cho con ra khu vực hồ để tắm mát. Biết được đây là điểm tắm tự phát, hồ nước sâu, nhưng chị không còn lựa chọn nào khác,
vì tại địa phương thiếu không gian vui chơi, hồ bơi cho trẻ nhỏ. À, ra đây thì hồ nước rất là sâu ấy, thì đa số thì tất cả đều phải mặc áo phao. Kể cả các mọi người bơi giỏi hay là không thì đều phải mặc áo phao hết. Nếu mà bơi giỏi thì phải đeo áo phao theo. Có, tất nhiên là mình phải quan sát bởi vì rất là nguy hiểm ấy. Mình rất là lo chứ, tại vì các bạn còn bé quá. Đa số thì bố hay cho đi cùng thì bố bơi cùng. Theo chính quyền địa phương, hồ Ba Mô là một hồ nước sâu, trong xanh do doanh nghiệp khai thác đá để lại. Ủy ban nhân dân xã Liên Sơn đã có thông báo cho các thôn, đồng thời đặt biển cảnh báo cấm tắm, bơi lội, bơi thuyền. Tuy nhiên, cấm vẫn cấm, thực hiện hay không lại là chuyện khác. Thậm chí nhiều trẻ nhỏ và thanh thiếu niên ra đến hồ không cần áo phao hay các đồ bảo hộ, tự do vui chơi những trò cảm giác mạnh, bất chấp bên dưới là những tảng đá lớn với nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Tổ công tác ủy ban xã đã kiểm tra, tiến hành kiểm tra và có cái thông báo cho các hộ, cho các thôn thông báo để cho các cháu nhỏ ngoài cái đội người trên địa bàn thì cũng có người ở ngoài địa bàn ở Trung Mỹ đấy cũng vào đến đây để tắm. Tuy nhiên là thì đội địa phương thì cũng làm cái biển cảnh báo, yêu cầu là các thôn thông báo nữa đến nhân dân là không được ra khu đất tắm, mà các nhất là các cháu trẻ nhỏ, quan tâm nhất cho các cháu nhỏ mà đi thì không có bố mẹ ở đấy thì nước cũng sâu, rất là nguy hiểm. Đối với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, luôn luôn các bậc cha mẹ, những người chăm sóc trẻ luôn luôn để mắt đến trẻ, theo dõi và chăm sóc trẻ thì mới đảm bảo rằng là trẻ không bị tõm vào các cái vị trí nguy cơ nguy hiểm mà gây đuối nước. Đó là từ 6-7 tuổi trở lên, đặc biệt là từ 7-8 tuổi trở lên cho đến 15 tuổi là chúng ta phải dạy kỹ năng bơi lội. Đấy, cái kỹ năng bơi lội này là phải là kỹ năng bơi lội cứu đuối, tự cứu, chứ không phải là bơi lội như hiện nay mà chúng ta đang triển khai. Được biết, đây chỉ là một trong nhiều điểm tắm tự phát tại nhiều nơi trên cả nước. Do tiết trời mùa hè oi bức diễn ra nhiều ngày, đặc biệt trẻ em ở vùng núi, vùng nông thôn ít có điều kiện về hồ bơi để tắm, nên thường tìm đến các khu vực như sông ngòi, ao đầm, suối hay những hố nước sâu trong thôn làng để cùng nhau tắm mát vào buổi trưa và chiều hè. Tăng cường cảnh báo và nhắc nhở kịp thời, rèn luyện kỹ năng và nêu cao nhận thức về đuối nước là việc làm cần thiết, tránh những tai nạn đuối nước đáng tiếc xảy ra. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý là dịch bệnh sốt xuất huyết ở Thành phố Hồ Chí Minh đang vào mùa, nhiều điểm có nguy cơ có lăng quăng có thể gây dịch nếu không được xử lý triệt để. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang bước vào mùa mưa. Qua công tác giám sát phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, đơn vị này ghi nhận các địa phương còn nhiều điểm có nguy cơ có lăng quăng. Việc rà soát, phân loại và xử lý các điểm nguy cơ là rất quan trọng, cần sự tham gia của chính quyền địa phương và người dân. Xử lý được nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh là giải pháp rất căn cơ để kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đề nghị các trạm y tế cần tăng cường rà soát, đánh giá, xếp loại các điểm nguy cơ theo hướng dẫn mới. Qua đó tham mưu kế hoạch giám sát điểm nguy cơ, trình Ủy ban Nhân dân phường, xã, phân công nhân sự thực hiện. Các trung tâm y tế và phòng y tế các quận huyện tăng cường phổ biến việc phản ánh điểm nguy cơ lên ứng dụng y tế trực tuyến khi phát hiện điểm nguy cơ mà chưa được giải quyết. Tại Việt Nam, ước tính trẻ bại não trong nhóm từ 0 đến 14 tuổi là khoảng từ 40.000 cho tới 50.000 người. Trong đó, nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Để giúp đỡ các bệnh nhân, bệnh nhi cũng như người nhà, Hội Gia đình Bại Não Trẻ đã được thành lập. Nhiều hình thức hỗ trợ được xây dựng giúp cho cộng đồng người bại não được hòa nhập với cộng đồng. Con gái phát hiện bị mắc chứng bại não nên 2 năm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương trở thành ngôi nhà thứ hai của mẹ con chị Hạnh. Thường xuyên phải ở bệnh viện thăm khám, chị phải thuê phòng ở với chi phí đắt đỏ, trung bình mỗi tháng khoảng 4 triệu đồng. Nhưng từ khi may mắn biết đến mái ấm siêu nhân, mẹ con chị đã có chỗ ở hoàn toàn miễn phí. Ở đây các mẹ ở đây còn có điều kiện nấu nướng nữa. Ví dụ như con ăn dặm thì còn có thể nấu ăn cho con. Còn như ở ngoài kia thì em chủ yếu là em phải ăn cơm ở ngoài hàng thì không đảm bảo sức khỏe. Em cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn thôi. Cảm ơn các bác, các cô đã tạo điều kiện cho các mẹ con lên đây. Không riêng mẹ con chị Hạnh, mái ấm siêu nhân còn là điểm đến quen thuộc của rất nhiều phụ huynh có con đang điều trị bại não tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ra đời cách đây 3 năm, không gian sinh hoạt sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi này đã hỗ trợ cho hơn 200 gia đình.
đặc biệt không chỉ có giá trị về vật chất, mái ấm siêu nhân còn là nơi trị liệu về tinh thần hiệu quả. Thì khi mà về mái ấm đó thì các mẹ đi trước, đúng không? Thì có thể hỗ trợ với lại các mẹ mà đi sau đó thì để có thể phục hồi tinh thần một cách nhanh nhất. Và thứ hai nữa là ở mái ấm có các cái tài liệu và có những cái thông tin về trị liệu cho các con ngay từ những năm tháng đầu đời, thì để cho các cha mẹ có những cái quyết định đúng đắn về việc trị liệu cho con, tránh mất thời gian để làm tiếc cái làm mất đi cái 3 năm đầu đời mà gọi là giai đoạn vàng của con đấy thì rất là lãng phí. Tại Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam hỗ trợ cho người bệnh và gia đình, điều đặc biệt là tất cả người lao động, nhân viên đều là người mắc bệnh bại não trưởng thành hoặc phụ huynh của trẻ mắc bại não, từ đó giúp họ có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Không có sức khỏe như bạn bè cùng trang lứa, cơ thể không lành lặn vì căn bệnh bại não quái ác, nhưng Đức Anh vẫn nỗ lực vươn lên số phận. Có chuyên môn về thiết kế, anh đã tìm rất nhiều nơi làm việc khác nhau nhưng chưa phù hợp. Đến với mái nhà chung của những người cùng hoàn cảnh, Đức Anh đã có một nơi để gắn bó. Trước đây thì em có xin làm một số chỗ khác. Thì họ thông thường là họ kỳ thị, gọi ra kiểu thấy em thế này thế nọ, không họ kỳ thị ấy, khiến em cảm thấy khá là tự ti. Sau khi vào đây thì em thấy mọi người thì thân thiện với cả em, có gọi là có được phát huy hết tất cả khả năng của em. Chưa dừng lại ở đó, các hoạt động của lớp học siêu nhân hay dự án chăm con cho mẹ đi làm cũng được tổ chức, từ đó giúp đỡ rất nhiều trẻ mắc bại não và các gia đình trong cộng đồng. 6 năm hình thành và phát triển, đây thực sự đã trở thành một ngôi nhà chung, trở thành điểm tựa cho những hoàn cảnh kém may mắn. Từ khi mà còn một nhóm nhỏ, chỉ có vài chục cha mẹ thôi, và bây giờ đã phát triển lên trở thành một mạng lưới 4.000 gia đình. Mình chỉ mong muốn rằng là có thêm các cái người bại não trưởng thành cũng như là các cái cha mẹ khác nữa để vào cộng đồng để có thể hỗ trợ cộng đồng một cách tốt hơn. Và mình mong muốn rằng nó là một tổ chức vững mạnh để cho những cái thế hệ sau, mà khi mà các cha mẹ mà không may có con mà bị bại não và những trẻ em mà không may mắn sinh ra mà bị bại não thì là có một cái điểm tựa tin cậy về mặt tinh thần. Trong mái ấm đặc biệt này, dù mỗi trẻ bại não có một thể trạng khác nhau, mỗi gia đình có một hoàn cảnh, nhưng tất cả thành viên đều có chung niềm tin và mục tiêu cố gắng vượt qua khó khăn, mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh bại não, giúp các con được sống, hòa nhập cộng đồng.